Theo hãng tin AFP, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm François Hollande cho biết ông Emmanuel Macron sẽ nhậm chức Tổng thống vào ngày 14 tháng 5 tới tại Điện Élysée. Thông báo trên được ông Hollande đưa ra bên lề một buổi lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tại sự kiện tổ chức ở Khải Hoàn Môn này, ông Hollande và ông Macron đã có cuộc gặp công khai đầu tiên kể từ sau chiến thắng vang dội của ông Macron, người từng là Bộ trưởng Kinh tế dưới thời ông Hollande, trong cuộc bầu cử một ngày trước đó. Kết quả bầu cử cuối cùng do Bộ Nội vụ Pháp công bố cho thấy, ông Macron giành 66,1% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ Le Pen với 33,9%. Nhân vật chủ trương ôn hòa và ủng hộ Liên minh châu Âu này sẽ trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp.